quay hả? Ừ. Thì không biết là cái vụ visa đi Mỹ của em như thế nào? Dạ, bởi vì visa làm hơi bị gấp, với lại tình hình dịch ở Việt Nam cũng đang phức tạp, cho nên là visa du lịch của tụi em thì không có được duyệt, nhưng mà visa biểu diễn thì vẫn đang chờ đợi để hoàn tất những cái giấy tờ cần thiết. À, không biết là hôm nay em Hồ Văn Cường có đến không? Dạ, bé Hồ Văn Cường thì em nghĩ là có thể là vì những cái lý do gì đó cho nên là bé không thể có mặt, nhưng mà em nghĩ là ở nhà hoặc là ở nơi nào đó thì bé cũng sẽ làm cái gì đó cho mẹ đi. Nhưng mà em có chung với lại bé Hồ Văn Cường hả? Dạ, tuy là bé Cường đã chuyển đến sống ở một nơi khác, nhưng mà hai chị em là vẫn giữ những cái tình cảm chị em trước giờ thôi. Em có thông tin cho Hồ Văn Cường biết là hôm nay có thời gian, em có khuyên Hồ Văn Cường là tới đây không? Dạ, em nghĩ là hôm nay bé Cường cũng sẽ biết. Rồi sau khi mà Cường rời đi, mối quan hệ của con thế nào? Dạ, mối quan hệ của con với Cường thì tuy là trước giờ không phải là thân thiết, nhưng mà cũng là tình cảm của chị em thì cũng không đến nỗi là tệ lắm, cho nên là hai chị em vẫn giữ tình cảm như trước giờ thôi. Nhưng mà là với những cái gì mà xảy ra, con có lúc nào con cảm thấy buồn, có lúc nào con cảm thấy trách Cường không? Dạ, thật sự thì con buồn là buồn cho mối quan hệ của Cường với công ty cũng như là Cường với mẹ Nhung, bởi vì trước đó rõ ràng là mối quan hệ thì cũng rất là tốt, nhưng mà thôi thì đến tận bây giờ thì mọi chuyện cũng đã trải qua hết rồi và cũng đã giải quyết hết rồi. Thì em nghĩ là cũng như là mong muốn của mẹ Nhung, là mẹ Nhung muốn trước giờ mẹ muốn là mọi người nếu như mà nghĩ tới mẹ thì nghĩ đến những cái tốt đẹp mà mẹ đã, những cái cống hiến của mẹ cho cuộc sống này, cho tất cả mọi người, chứ mẹ sẽ không muốn mọi người nghĩ đến mẹ mà chỉ toàn nhớ đến những sự việc tiêu cực thôi. Ý nghĩa là như vậy. Trong những ngày mà sau 100 ngày mẹ mất á, thì con có gặp mẹ trong mơ không? Dạ, thật sự thì cái ngày, ngay cái đêm mà mẹ mất thì con đã thấy mẹ rồi. Sau đó thì con cũng được thấy mẹ trong mơ khoảng 3 lần nữa, nhưng mà thấy mẹ trong cái hình ảnh giống như là những lúc các mẹ con đi hát thôi, là mẹ mặc áo dài và mẹ cũng rất là đẹp. Và con nghĩ là mẹ cũng muốn mọi người giữ mãi cái hình ảnh đẹp đẽ của mẹ trong lòng. Đưa đến mẹ còn nói gì con không? Dạ không, con chỉ được thấy mẹ cười và mặc áo dài và rất là đẹp thôi. Ngoài ra con chưa nghe được mẹ muốn dặn dò gì. Mọi năm ấy, thì cũng vào dịp như này thì con sẽ cho mẹ đi diễn rất là nhiều đúng không? Mà năm nay thì vừa là dịch này, vừa là không còn mẹ nữa, thì chắc là đóng cái Tết nó cũng khác rất là nhiều so với những năm trước không? Dạ đúng rồi chú. Thì cảm giác mình không thể nào mà tránh khỏi cái sự nó xót xa và nó hụt hẫng. Bởi vì con được mẹ nhận thì khoảng 4 năm. Thời gian cũng nó cũng không phải là dài lắm, nhưng mà mình cũng đã quen thuộc và tình cảm hai mẹ con dành cho nhau thì cũng rất là nhiều, và cũng đã trải qua rất là nhiều kỷ niệm với nhau, cho nên là tự nhiên năm nay mình không còn mẹ nữa thì cảm giác nó rất là bồi hồi, và em nghĩ là đây cũng là một cái Tết nó sẽ khó quên đâu. Trong số các con nuôi của mẹ con ở đây Việt Nam ấy, như là con là lớn nhất đúng không? Dạ đúng rồi. Thì cái mối quan hệ của con với các em như nào, có em con có phụ giúp chăm sóc các em không? Dạ, ngoài những cái dịp 49 ngày hay là 100 ngày như thế này thì con qua, và những cái lúc mà có thời gian rảnh thì con vẫn đến đây để nhang khói cho mẹ và để thăm các em. Dạ có, tụi con vẫn liên lạc với nhau, và nếu như bên nhà có chuyện gì thì con vẫn sẽ biết, con vẫn theo dõi. Thì ở Việt Nam con là lớn nhất rồi, con thấy có trách nhiệm nặng nề không? Dạ, thật sự thì con và mẹ cũng có các dì, các cậu, và con mẹ có rất là nhiều người thân thiết và nhiều người yêu thương mẹ, thì cũng sẽ yêu thương luôn những đứa con của mẹ, và cũng đã phụ giúp mẹ rất là nhiều. Thì từ sau khi mẹ mất cho tới bây giờ là vẫn luôn hỗ trợ và ủng hộ chăm sóc cho các em rất là nhiều. Nhưng mà các em là, thứ nhất là các em là, những em nào đang ở chùa thì vẫn ở chùa đúng không? Dạ, đúng em rồi. Ở đây thì vẫn ở đây. Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Cảm ơn con nhiều ha.
là thứ nào mà đổ bánh xèo không ngon. Bà ấy xui tao đập này. Chết em, mày vô đang chụp hình có gì. Em đang rồi. Tôi chưa được đổ bánh xèo vì cái món này là món tôi không ăn. Trời ơi, tôi cắm bông là được nha, chơi bông chơi đây không nha. Mình thử mình phá là được mà. Đó, mình thử mình tập gõ con. Không tin được cái chảo được. Đủ coi. Đưa chảo này đổi coi. Chưa có nhân. Ăn xào. Ăn chay đi mà, mày ăn chay bà. Nhân chay. Bột thôi. Đổ bánh không. Có bột thôi. Hết là bột thôi. Này, cái đứa bàn tay được không? Lực đánh nha. Người ta là để đính tiền. Này. Bây giờ đầu quát gì chăng rồi? Đúng rồi, ăn chay mà. Mà Nhung hay rồi, sao bóc cửa rồi chứ? Cái đó gì rồi? Bà phải ngồi đúng chỗ bà anh ngồi. Có đủ cái xeo. Lại đúng nhà chỗ rồi. Xong bà chỉ bê đê ngồi sao hút thuốc em. Sao nhỏ hả? Đó là bự. À được rồi, quan trọng là chiều cao thôi chứ chiều dàn ngang. Má tống công chết. Bà chỉ bà gặp phải Nhung trong mơ nha. Tao chưa gặp nha. Nhung ơi, Nhung với Trang đứng cho chú chụp mấy cái để gửi vào. Ok. Khi mình lướt những trang mạng xã hội, mình thấy những cái hình ảnh mà lúc mà cô còn sinh thời, cũng như là những hình ảnh mà lúc cô mất đi, nó cũng khiến cho em cảm thấy nghẹn rất là nhiều. Thì mình không nghĩ là mới vừa thoáng đó thôi thì cô đã ra đi, và ngày hôm nay đã tròn 100 ngày. Thiên Ngân, Quỳnh Trang và Tuyết Nhung. À, Tuyết Nhung thì tức là trước là khi mà cô còn sống thì bạn và ba bạn đều có cái sự kết với nhau như thế nào, mà hiện tại khi mà cô đã mất rồi á thì mọi người cái mối quan hệ hiện tại và với trước lúc cô Nhung mất á, thì tụi em vẫn rất là hòa thuận với nhau. Nói chung là mọi người vẫn rất là hòa đồng, đoàn kết với nhau, cùng nhau đi diễn. Thì em cũng có song ca với Tuyết Nhung, hát ở những đài truyền hình Hậu Giang hay là những cái đài truyền hình lớn rất là nhiều. Thiên Ngân thì em ít nói chuyện, tại vì anh em cũng ít gặp nhau, tại vì Thiên Ngân còn bận học rất là nhiều. Em thì em với Tuyết Nhung thì gần, nên là hai đứa cũng tiếp xúc được nhiều hơn, nói chuyện được nhiều hơn. Còn chị Quỳnh Trang á, thì cũng là chị em, cũng rất là thân. Nói chung là hai chị em cũng mới gặp nhau, khi mà gặp nhau cũng rất là hỏi thăm sức khỏe nhau, rồi cũng trao dồi những cái kinh nghiệm mà mình học hỏi được trong cái con đường ca hát. Cũng như là em cũng có một lần may mắn là được hát chung với chị Trang, chung với cô Nhung và Bác Đường Vũ tại một cái show ở resort Corona ở Phú Quốc. Thì và có Hồ Văn Cường nữa, thì tụi em cũng có hát với nhau trên sân khấu. Thì hai chị em cũng rất là kiểu ăn ý với nhau rất là nhiều. Thì đến thời điểm hiện tại thì tụi em vẫn như vậy, vẫn vui vẻ, vẫn gặp nhau, vẫn cười nói, chỉ là thiếu vắng đi một người thôi. Nếu mà nhắc về, nếu mà cái sự thiếu vắng này thì bạn cảm nhận câu này chắc là cũng sẽ hơi nhạy cảm. Thì cái sự thiếu vắng này, thì như bạn nhắc là bạn có một địa điểm trên sân khấu với mọi người, nhưng mà hiện tại chắc là cũng sẽ không hoạt động chung, sau này cũng có thể là ekip khác nhau rồi. Thì không biết là khoảng thời gian qua thì mọi người có cái sự hợp tác gì với nhau mà thì thời gian qua, thời gian vừa rồi cũng như là em cũng bận rộn với cái cuộc thi solo của Bolero, và cũng có nhiều cái biến cố xảy ra, thì em cũng nói chung là cũng hạn chế, cũng không có nói chuyện nhiều với Cường, cũng như là về mạng xã hội hay là những cái số phone liên lạc với nhau thì cũng không có liên lạc được, tại vì nhiều chuyện xảy ra quá thì em cũng không có lường trước được, cho nên là em cũng ít liên lạc với Cường. Bạn có tiếc nuối cho cái mối quan hệ này không? Tức là
nghĩ là một cái gia đình nhỏ hạnh phúc như thế này lại có một ngày xảy ra cái chuyện như vậy. Tại vì em thấy là trong cái con đường ca hát vừa rồi em cũng được may mắn được đồng hành cùng với cô Nhung á, thì em thấy cô lúc nào cũng chăm sóc Cường, lúc nào cũng tỉ mỉ chỉ dạy Cường từng câu hát, từng cái trang phục, từng đôi giày, đôi dép. Cô luôn tỉ mỉ chọn cho Cường và cô luôn khắt khe với Cường. Ví dụ có những hôm Cường hát không tốt thì cô là người la đầy Cường chứ cô không có khen. Thậm chí có nhiều cô chú khán giả thương Cường á, vẫn là mặc dù Cường hát bị lỗi nhưng mà họ vẫn khen hay quá hay quá. Thì cô Nhung mới có nói là anh chị biết rằng anh chị thương Cường nhưng mà đừng có dung dưỡng cho Cường như vậy. Nếu mà Cường hát không tốt thì cứ nói là không tốt để cho Cường ngày một tốt hơn, chứ mình đừng có dung dưỡng Cường để Cường dạy Cường như vậy thì sẽ không tốt. Cảm ơn cảm ơn chị.